Trong thế giới Pokemon, hệ siêu linh vốn được coi là một hệ mạnh. Thực chất thì đây là hệ bá nhất của thế hệ đầu tiên và hầu như không có thứ gì có thể counter nó vào thời điểm đấy. Đến cái mức là lên thế hệ thứ 2, nhà làm game đã phải thêm vội hai hệ là bóng tối và thép để chống lại sự bá đạo của hệ siêu linh. Vậy thì sau khi tổng cộng 8 thế hệ thì hiện tại hệ siêu linh có còn mạnh không? Chúng ta hãy cùng đảo qua một số thông tin tiêu biểu trong video này nhé. Cho đến thời điểm hiện tại mà tôi làm video này, hệ siêu linh có 98 loài Pokemon riêng biệt, bao gồm cả con Weirdeer và Hisuian Braviary. Còn nếu tính tổng cộng tất cả các dạng tiến hóa vùng miền cùng chung hệ siêu linh thì sẽ có 123 dạng Pokemon tất cả. Hệ siêu linh đã có kết hợp với tất cả các hệ khác, đông đảo nhất là hệ siêu linh và bay với 9 Pokemon, ngay sau đó là hệ siêu linh và thép với 8 Pokemon, song hệ ít nhất là siêu linh và điện chỉ có một con mà thôi. Như cái tên đã cho biết, các Pokemon của hệ siêu linh thường sở hữu phép thuật, năng lực siêu linh, nên lưu ý là siêu linh và tâm linh là hai trường phái khác nhau nhé. Những Pokemon của hệ này thường có tính cách hướng nội, rất thông minh, chúng có thể điều khiển vật thể hay tấn công kẻ địch bằng trí óc chứ không cần phải động tay động chân nhiều lắm, hay thậm chí chúng có thể giao tiếp với con người bằng thần giao cách cảm. Về mặt công kích, các đòn tấn công của hệ siêu linh gây gấp đôi sát thương lên hệ độc và giác đấu, trong khi đó gây một nửa sát thương lên hệ siêu linh và thép, đồng thời hoàn toàn bị miễn nhiễm bởi các Pokemon hệ bóng tối. Về mặt phòng thủ, các Pokemon của hệ siêu linh sẽ kháng được những chiêu thức tấn công của hệ siêu linh và giác đấu, trong khi đó nhận gấp đôi sát thương từ hệ bọ, ma và bóng tối. Hồi thế hệ đầu tiên của Pokemon, hệ siêu linh gần như không có điểm yếu. Thứ nhất là bởi vì chúng nó có thể khắc chế được hệ ma chứ không phải ngược lại. Hệ duy nhất có thể khắc chế được chúng vào thời điểm đó là hệ bọ, nhưng chiêu mạnh nhất của hệ bọ là Pin Missile thì chỉ có hai Pokemon học được, đó là Beedrill và Jolteon. Nói đến đây thì chắc là anh em cũng hiểu rồi. Cho đến hiện tại thì hệ siêu linh bị quá nhiều thứ đe dọa. Thứ nhất là hệ thép và bóng tối xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thứ hai là hai trong số những chiêu thức phổ biến nhất là U-turn và Knock Off, khiến cho việc đảo ra sân với những Pokemon siêu linh có thể coi là khá mạo hiểm, bởi vì đa phần chúng nó không được trâu cho lắm. Nhưng một khi đã ở trên sân rồi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các Pokemon siêu linh phổ biến thì hầu như con nào cũng có thể học được Focus Blast để đối phó với hai khắc tinh lớn nhất là thép và bóng tối. Vì vốn được coi là một hệ mạnh, cho nên rất nhiều Pokemon huyền thoại và huyền ảo được gán cho cái hệ này và chúng xuất hiện ở khắp mọi thế hệ. Anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có Mewtwo, Pokemon được loài người tạo ra từ gen của Mew với tham vọng trở thành Pokemon mạnh nhất. Nó có hai dạng tiến hóa Mega là Mega Mewtwo X và Mega Mewtwo Y. Pokemon huyền thoại bảo vệ biển cả, chim thần Lugia, nó không mang hệ nước, chỉ là nó ý thức được sức mạnh siêu linh của mình quá lớn cho nên trốn xuống biển để không bị ảnh hưởng đến mọi người. Thế hệ thứ 3 có hai Pokemon huyền thoại là anh em nhà Latios và Latias, hai con này thì thật sự không có giai thoại nào cả. Ba Pokemon huyền thoại bảo vệ các hồ nước của vùng Sinnoh là Yuxie tượng trưng cho tri thức, Misprit tượng trưng cho cảm xúc và Aegis tượng trưng cho ý chí. Ngoài ra Gen 4 còn có Cresselia, Pokemon trang lưỡi liềm với khả năng xua tan ác mộng. Gen 5 và 6 không có Pokemon huyền thoại hệ siêu linh. Đến với vùng Alola của Gen 7 thì một trong bốn vị thần bảo hộ vùng này là Tapu Lele. Bên cạnh đó là một dây chuyền phức tạp hơn bắt đầu từ Pokemon tinh vân Cosmog, tiến hóa thành Pokemon tiền sao Cosmoem. Từ Cosmoem, tùy theo bản game sẽ tiến hóa thành Pokemon mặt trời Solgaleo hoặc Pokemon mặt trăng Lunala. Và rồi có con Ultra Beast Necrozma đi hút ánh sáng để sống. Khi nó hút mất Solgaleo sẽ biến thành dạng Necrozma Dustman, còn khi nó hút Lunala sẽ biến thành Necrozma Dawnwing. Khi một trong hai dạng này sử dụng chiêu thức Ultra Burst thì nó sẽ bão hòa ánh sáng và biến thành Ultra Necrozma. Gần đây ở Gala, chúng ta có một dạng vùng miền của Articuno mang hệ siêu linh và bay cùng với Pokemon đế vương Calyrex. Nó có thể cưỡi lên một trong hai con chiến mã để trở thành hình dạng Ice Rider hoặc Shadow Rider. Đây mới chỉ là những Pokemon huyền thoại, còn mấy con Pokemon huyền ảo nữa cơ. Chúng ta có tổ tiên của tất cả các loài Pokemon là Mew, Pokemon du hành thời gian Celebi, Pokemon ban điều ước Jirachi, Pokemon DNA đến từ ngoài vũ trụ Deoxys, Pokemon chiến thắng Victini, Pokemon giai điệu Meloetta, Pokemon thần đèn Hoopa. Con này có hai dạng là dạng bị phong ấn và dạng thoát phong ấn. Và tôi nghĩ đến tất cả rồi, nhiều vãi. Tiếp theo sẽ là đến các hội quán và phòng huấn luyện. Tổng cộng có 3 gym chuyên về hệ siêu linh. Thứ nhất nằm ở thành phố Saffron vùng Kanto với thủ lĩnh là cô gái siêu năng lực Sabrina. Gym thứ hai nằm ở thành phố Moss Deep có những hai thủ lĩnh là Ted và Lisa chuyên về mảng đấu đôi. Gym thứ ba nằm ở thành phố Anista vùng Kalos với thủ lĩnh đứng đầu là nhà tiên tri Olympia.
Ngoài ra, ở bản Sword and Shield của Gen 8 có một thủ lĩnh hội quán hệ siêu linh mới là Ivory, tuy nhiên vẫn không biết là anh này nhận chức ở đâu. Để mà xác định được một Pokemon huyền thoại nào là mạnh nhất trong hệ siêu linh là một điều cực kỳ khó, bởi vì chúng nó quá đông. Tôi nói thẳng ra là tôi cũng chưa thử hết, nhưng chúng ta cũng có thể điểm qua một vài gương mặt vàng như là Mewtwo. Nói thật là đã nói đến hệ siêu linh là kiểu gì cũng phải nhắc đến con này, nếu không thì chẳng biết là bao giờ mới có cơ hội nữa. Tuy bản thân Mewtwo không còn là Pokemon bá chủ như hồi Gen 1 nữa, nhưng sau này nó được thêm đến hai dạng Mega rất mạnh, cho nên nó có thể linh hoạt trong chiến thuật. Mega Mewtwo X mang song hệ là siêu linh và giác đấu, còn Mega Mewtwo Y là thuần siêu linh. Cả hai đều có chỉ số tấn công và tốc độ siêu việt, nhưng dạng Y thì có tốc độ cao hơn một chút. Nói là một chút thôi nhưng đấy là cả một bầu trời lợi thế. Những chiêu thức mảng đặc biệt của Mewtwo đều mạnh hơn so với mảng vật lý như là Ice Beam, Thunder, Focus Blast và Flamethrower. Nó còn có cả Side Strike để có thể hoạt động như một Pokemon sát thương vật lý mà không cần phải đầu tư vào chỉ số sát thương vật lý. Trong khi đó thì những chiêu Stab mảng vật lý của con Mega Mewtwo X rất là eo hẹp. Các chiêu cùng hệ mạnh nhất của nó chỉ có Gen Headbutt, Brick Break và Low Kick, nhưng nó có thể sử dụng Earthquake và Stone Edge nên cũng có thể coi là một cái bonus. Bù lại thì Mega Mewtwo E có thủ vật lý thấp và nhạy cảm với Sucker Punch. Nói chung cả hai con này đều quá mạnh so với mặt bằng cho nên anh em thích dùng con nào cũng được. Một Pokemon nữa có thể kể đến là Necrozma Duskmane. Với song hệ thép và siêu linh cực trâu, đã thế là có đặc tính Prism Armor giảm sát thương khắc hệ nữa. Cho nên nó có thể thoải mái mà thả Sword Dance, thả Trick Room hay có thể dễ dàng kích hoạt trang bị Weakness Policy trên người. Bonus thêm một điều thú vị ở trang bị này là nếu đối phương sử dụng Knock Off lên một Pokemon siêu linh như Necrozma thì sẽ kích hoạt Weakness Policy thay vì phá vỡ nó. Giống như trường hợp của Mega Mewtwo X, các đợt tấn công vật lý của hệ siêu linh không mạnh cho nên là Necrozma Duskmane bị thọt mất một cái Stab. Nhưng thật ra nó cũng chẳng để tâm đến chuyện này lắm bởi vì cái chiêu độc quyền hệ thép của nó cực kỳ mạnh, đã thế nó còn có cả Earthquake và Stone Edge bổ trợ nữa. Con Pokemon này cũng có thể sử dụng Ultra Necrozium Z để biến thành Ultra Necrozma, trở thành hệ siêu linh và rồng, nhanh hơn, mạnh hơn và có thể tấn công tốt ở cả mảng đặc biệt. Trong meta hiện tại thì chúng ta có con Calyrex, dạng thường của nó là hệ siêu linh và cỏ, không có gì đáng để nói lắm. Bởi vì một khi đã dùng con này là người ta sẽ dùng luôn các dạng cưỡi chiến mã của nó. Calyrex Shadow Rider mang hệ siêu linh và ma, nó nhanh một cách khủng khiếp, sát thương thì cực đau. Còn dạng Ice Rider thì mang hệ siêu linh và băng, nó chậm rãi, trâu bò mà uy lực thì cũng không kém. Đặc biệt là con Pokemon đáng sợ nhất trong Trick Room thời điểm hiện tại. Hai dạng cưỡi chiến mã của Calyrex còn đặc biệt sở hữu cùng một lúc hai đặc tính, đó là Unnerf của Calyrex để ngăn đối thủ cắn Berry, cùng với Grimnay của Spectrier hoặc Chillingnay của Glastrier cho phép nó gia tăng sức tấn công mỗi khi lấy được một mạng. Và mỗi dạng này có chiêu thức độc quyền rất mạnh của hệ ma và hệ băng với sức mạnh lên đến 120 và có thể đánh trúng cả hai đối thủ khi đấu đôi, khiến cho việc lấy mạng đối với nó là rất đơn giản. Một số Pokemon khá thú vị của hệ siêu linh có thể kể đến là nhà Slowpoke. Nhà này có đặc điểm thiết kế là siêu chậm chạp, cho đến bây giờ chúng nó vẫn chưa biết là tôi có kênh về Pokemon. Gia đình nhà này có hai dạng, dạng thường mang song hệ là nước và siêu linh, còn dạng vùng miền Gala thì Slowpoke mang đơn hệ siêu linh, khi tiến hóa sẽ trở thành song hệ độc và siêu linh. Slowpoke là một trong số ít Pokemon mà phụ thuộc vào loài Pokemon khác để tiến hóa, ít nhất là theo lore. Đuôi của loài Slowpoke được liệt vào dạng cao lương mỹ vị và chúng nó thường thả đuôi xuống nước để câu cá. Đôi khi có những con Shellder cắn vào đuôi của nó thì một chất độc đặc biệt của Shellder sẽ phản ứng và khuếch đại sức mạnh tiềm ẩn cho Slowpoke. Nếu như Shellder cắn vào đuôi của Slowpoke thì sẽ giúp nó tiến hóa thành Slowbro và mất đi khả năng cảm nhận đau đớn. Còn nếu Shellder cắn vào đầu thì Slowpoke sẽ tiến hóa thành Slowking. Khi đó thì chất độc kích thích vào não và mở khóa trí tuệ siêu việt cho nó. Slowking là một trong số ít Pokemon có thể sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với con người. Con Slowbro của vùng Gala thì bị cắn vào tay, còn Mega Slowbro thì bị ngoạm gần hết phần thân dưới. Một thông tin khá thú vị của Slowbro trong Pokédex của bản Yellow đó là nếu như con Shellder nhả đuôi của nó ra thì nó sẽ trở lại thành một con Slowpoke. Một Pokemon đặc biệt nữa của hệ này là Unknown, Pokemon ký tự, thường xuất hiện ở các tàn tích.
Loài này có đủ các hình dạng tương ứng với bảng chữ cái Latin 26 chữ, thêm dấu chấm hỏi và chấm than, tổng cộng là 28 dạng. Loài unknown này khá chắc kèo là Pokemon dở tệ nhất của hệ siêu linh luôn, bởi vì bên cạnh cái chỉ số chỉ để trưng bày, bản thân chúng nó cũng chỉ có thể học được một chiêu thức duy nhất là Hidden Power. Và hệ của chiêu này biến đổi tùy theo IV hay có thể hiểu là chỉ số bẩm sinh của chúng. Hệ siêu linh có rất nhiều chiêu hỗ trợ thông dụng, điển hình có thể kể đến như là hai bức tường chắn Reflect và Light Screen, lần lượt sẽ đỡ một nửa sát thương vật lý hoặc là đặc biệt cho team mình trong vòng 5 lượt. Nếu như Pokemon thi triển có mang trang bị Light Clay thì sẽ tăng thành 8 lượt. Rồi thì có chiêu Ally Switch để đổi chỗ cho đồng đội trong đấu đôi nhằm hách não và làm rối loạn team địch. Psychic Terrain tăng 30% sát thương cho các chiêu thức hệ siêu linh, đồng thời giúp cho Pokemon miễn nhiễm với các chiêu thức ưu tiên đến từ đối thủ. Có Teleport dùng để đưa đồng đội lên sân an toàn. Và rồi có cả những chiêu thức ảnh hưởng đến cả chiến thuật như là Trick Room để đảo thứ tự tốc độ trong combat. Riêng ba cái chiêu Psychic Terrain, Teleport và Trick Room thì tôi đã có video riêng để nói về chúng và cách ứng dụng của chúng. Anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo trong đường dẫn mô tả phía dưới nhé. Về các chiêu thức tấn công thì hệ siêu linh chủ yếu chuyên ở mảng đặc biệt, chỉ có mỗi 3 chiêu thức ở mảng vật lý, đó là Psycho Cut, Psychic Fang và Gen Headbutt. Trong đó mạnh nhất là Psychic Fang với sức mạnh là 85 và có khả năng phá hủy mấy cái tường chắn mà tôi vừa nói lúc nãy. Ở mảng đặc biệt thì trước tiên phải nói đến chiêu Psychic. Đây đã từng là chiêu mạnh nhất của hệ này với sức mạnh lên đến 90, nhưng dần dần các thế hệ sau này đã xuất hiện thêm nhiều chiêu khác có tác dụng mạnh hơn để thay thế. Ví dụ như là Psyshock, sức mạnh 80, một chiêu gây sát thương đặc biệt nhưng lại đánh vào thủ vật lý của đối thủ. Nhờ vậy có thể xử lý những bức tường phòng thủ đặc biệt như là Chansey và Blissey một cách dễ dàng. Đây là một công cụ hữu hiệu để cho các Pokemon siêu linh có thể một mình cân được cả hai mảng mà không cần phải đầu tư vào công vật lý. Ví dụ như con Calyrex Shadow Rider, nó đã có cái Astro Barrage để đánh mảng đặc biệt rồi thì chiêu còn lại của nó nên là Psyshock. Nên lưu ý một điều là chiêu Psyshock này tuy đánh vào thủ vật lý nhưng sát thương của nó vẫn là sát thương đặc biệt, cho nên những hiệu ứng giảm sát thương vật lý như là bỏng sẽ không có tác dụng. Tương tự với phiên bản xịn hơn của chiêu này là Psystrike, chiêu độc quyền của Mewtwo. Rồi thì một chiêu nữa là Expanding Force, sức mạnh cũng là 80 nhưng sẽ được tăng thêm 50% nữa trên môi trường siêu linh. Nhân chồng lên với hiệu ứng tăng 30% sát thương của môi trường sẽ trở thành 156 và có thể đánh trúng được cả hai đối thủ. Ở điều kiện bình thường thì chiêu này sẽ yếu hơn Psychic một chút, nhưng tiềm năng mà nó đem lại thì lớn hơn rất nhiều, nhất là khi nó có thể tận dụng được cả môi trường siêu linh do cả team mình và team đối thủ tạo ra. Một chiêu thức đặc biệt nhất mà tôi muốn đề cập đến là Future Sight. Chiêu này đặc biệt ở chỗ nó không phải là chiêu gây sát thương ngay lập tức, mà là gửi một đợt tấn công đến tương lai, cụ thể là hai lượt sau. Vậy thì điều gì khiến cho chiêu này hữu dụng? Thứ nhất, với sức mạnh cơ bản lên đến 120 thì những Pokemon tầm trung không cần có tấn công đặc biệt quá cao cũng có thể thi triển một chiêu Future Sight đầy uy lực. Ví dụ mà tôi sử dụng ở đây sẽ là Slowbro và Slowking. Anh em sẽ còn nghe thấy tên bọn này một lần nữa đấy. Thứ hai, những ai mới nhìn thấy chiêu này có thể sẽ nghĩ rằng chiêu này quá chậm và chỉ gây được trung bình 30 đến 50 power mỗi lượt. Không, đừng tư duy như vậy, mà hãy tư duy là vào hai lượt tiếp theo đối thủ sẽ phải nhận hai đợt tấn công cùng một lúc. Anh em đã bao giờ gặp những cái trường hợp đối thủ mà nó cù nhây, mình cứ đánh nó lại hồi, mãi mà không thể nào dứt điểm được nó? Trong những cái trường hợp như vậy thì anh em có thể dành ra một hai lượt để setup, tăng thêm đam, hoặc là anh em có thể dùng Future Sight. Nếu như phải nhận một lượng sát thương cực mạnh từ Future Sight ngay sau khi vừa bị tấn công vào cùng một lượt đấy thì rất ít đối thủ có thể sống sót được, kể cả có là đang đầy máu. Thứ ba, Future Sight không thể bị đỡ bởi Protect, kể cả lúc thi triển hay là lúc sát thương ập đến. Nói thế thôi là anh em đủ hiểu rồi chứ nhở? Nếu như sau khi dùng chiêu này, chúng ta đổi ra một Pokemon hệ giác đấu, sẽ đặt đối thủ rơi vào một tình thế cực kỳ khó xử. Bởi vì để đỡ được cái Future Sight này, họ có thể sẽ muốn tung ra một Pokemon hệ thép hoặc là bóng tối có thể kháng được. Nhưng cả hai hệ này đều sẽ bị hủy diệt bởi một đòn Close Combat, đặc biệt nếu đến từ con Urshifu, bởi vì thậm chí đội bạn còn không thể dùng Protect để đỡ được cú đấm khủng khiếp của nó. Cái combo này gần như là chắc kèo có thể triệt hạ được một Pokemon đội bạn, ngoại trừ những con như là Aegislash, Sableye hoặc là Spiritomb.
Thế cho nên cái Future Sight này kết hợp rất là tốt với Teleport. Với những Pokemon sử dụng combo này tốt nhất là Slowbro và Slowking. Bởi vì bọn này cực kỳ lead on, cho nên có thể đảm bảo là sẽ thi triển chiêu này thành công. Đây cũng là chiến thuật được ưa chuộng nhất của gia đình này thời gian gần đây. Ok, cuối cùng là những chiêu thức của hệ siêu linh sẽ biến thành Shatter Psych khi kết hợp với Psychic Neon Z. Còn khi Dynamax sẽ biến thành Max Mindstorm với tác dụng là tạo ra môi trường siêu linh nếu như đánh trúng đối thủ. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ siêu linh, đó là G-Max Gravitas của Gigantamax Orbital, có tác dụng tạo ra trọng lực như là chiêu Gravity để ép các Pokemon hệ bay và lơ lửng phải đậu xuống đất. Và vậy là cũng đã đến hồi kết cho video tổng quan về hệ siêu linh rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến tận đoạn này, hy vọng là anh em thích video và thu được một vài thông tin hữu ích. Video tiếp theo có lẽ là tôi sẽ làm tổng quan về hệ ma luôn, bởi vì tôi tính lúc mà tôi làm hết các tổng quan của các hệ thì cái bản Gen 4 Remake nó sẽ phát hành luôn là vừa. Khi đấy thì tôi sẽ làm các video top 10 dựa trên bộ chiêu thức mới của các Pokemon cuối cùng được add vào Gen 8 thì sẽ hợp lý hơn và sẽ đỡ bị outdate. Ok, cảm ơn sự ủng hộ của anh em nha. Hãy ghé thăm Facebook fanpage của tôi theo đường link ở phần mô tả, cũng như là vào chém gió cùng với tôi trong các buổi livestream. Còn bây giờ thì peace.